Chào anh em quay trở lại kênh YouTube của Rogue F2P nha. Ở đợt cách đây khoảng tầm 1 tuần 2 tuần ấy, nhà phát hành có thông báo là sẽ ra hai con tướng cung mới và một trong hai sẽ là Herman P. Thì mình đã thấy là có bộ skill của Herman được tiết lộ ở trên Facebook rồi và nghe nói là cái skill này được gọi là leak trước ở bên Trung Quốc, sau đó là đã được Vietsub ra tiếng Anh nha các bạn. Vietsub thì mình sẽ đọc cho các bạn luôn thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem là liệu bộ skill của vị tướng Herman mới tới từ vòng quay may mắn nhá, thì nó sẽ có cái gì thú vị các bạn. Ok, thì ở đây trên màn hình các bạn đang có bộ skill của Herman. Và cái này thì mình đánh giá là uy tín nhá, tại vì nó được leak ra từ một cái trang chính thống của bên Trung Quốc. Ở đây chỉ đơn giản là có một ông ống dịch sang tiếng Anh thôi. Thì mình sẽ tạm dịch về cái bộ skill của Herman trước. Thì ở đây để cho chúng ta dễ theo dõi thì mình đã dịch cái bộ skill này sang tiếng Việt. Ở các bạn sẽ có chiêu 1, mình sẽ tạm bỏ qua cái tên nha. Tại tên thì tiếng Trung Quốc ấy, khi mà nó dịch sang tiếng Việt Nam thì có thể nó sẽ có cái sự khác biệt. Thì ở skill 1 các bạn sẽ gây sát thương cho 3 đơn vị theo hình quạt hệ số là 2000. Và cứ mỗi mục tiêu gây thêm ấy, thì các bạn sẽ giảm cái sát thương của cái kỹ năng này đi là 15%. Và mục tiêu mà bị trúng sát thương bởi cái chiêu 1 của Herman thì ngay lập tức sẽ ăn 3 điểm độc ở trong vòng 10 giây. Và hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa là 15 lần. Và thời lượng của hiệu ứng ấy sẽ đặt lại khi mà nó ăn một cái cộng dồn độc tiếp theo nha. Và mỗi chồng chất độc sẽ tăng cái thiệt hại kỹ năng mà mục tiêu gánh chịu thêm 3%. Tiếp đó là đến chiêu 2 thì các bạn sẽ tăng cái chỉ số của cung thủ. Cụ thể ở đây là 20% thủ này, 20% công và 15% tốc độ hành quân. Ở chiêu 3 đó là mỗi khi đội quân của Herman ấy tấn công một đội quân khác trên bản đồ thì sát thương AOE của vị tướng này tăng thêm là 20%. Nếu đội quân của chỉ huy này đang tấn công một đội quân khác trên bản đồ sau khi thi triển kỹ năng chủ động trong 2 giây, phòng thủ của mục tiêu sẽ bị giảm đi 20% và sát thương mà các đơn vị cung thủ phải chịu từ kỵ binh tăng thêm 5% và sát thương của các đơn vị cung thủ đối với các đơn vị bộ binh tăng thêm 5%. Cái chỗ này thì khả năng là kiểu như kỵ binh đánh con Herman ấy thì sẽ gây thêm 5% sát thương, còn các bạn mà đánh bộ binh ấy thì các bạn sẽ tăng thêm 5% sát thương. Chiêu khá hay. Mình sẽ nhận xét về mấy bộ skill sau. Tiếp đó là đến với chiêu 4, tất cả sát thương mà các bạn nhận từ đơn vị bị nhiễm độc sẽ bị giảm nha. Và lượng sát thương giảm sẽ tương ứng với số tầng độc nhân với 1%. Tức là ví dụ mà địch có 10 tầng độc thì các bạn giảm được 10% sát thương. Và mỗi đòn tấn công cơ bản sẽ có 10% xác suất gây sát thương trực tiếp cho 3 đơn vị kẻ địch trong hình quạt. Hệ số là 200 và mỗi mục tiêu bổ sung thì sẽ giảm cái sát thương của kỹ năng này đi 15%. Nó áp dụng các hiệu ứng độc 2 tầng cho đơn vị trúng đòn trong 10 giây. Như vậy là chiêu này được 2 stack độc. Và cuối cùng là chiêu chuyên môn. Thì chiêu chuyên môn ấy là cứ mỗi 25 điểm độc được áp dụng cho đơn vị kẻ địch thì cái skill 1 của Herman ấy sẽ được sử dụng một lần nữa với thời gian hồi chiêu là 10 giây. Ok, thì đó là về cái bộ skill của Herman, thì mình sẽ nhận xét về từng skill 1 nha. Trước hết là về chiêu 1 này thì mình thấy sát thương 3 mục tiêu hệ số 2000 ấy thật sự đến bây giờ mình nghĩ là không quá ấn tượng. Tuy nhiên thì cái debuff của nó mình nghĩ là khá là hay khi mà các bạn sẽ có một cái debuff AOE. Ví dụ Herman bắn trúng 3 mục tiêu là ngay lập tức 3 mục tiêu đó sẽ nhận thêm sát thương kỹ năng là 9% nha, do các bạn gây tới 3 cái stack độc lên mục tiêu, đúng không? Skill thứ hai thì mình thấy chỉ số mình đánh giá là bình thường, không có gì quá nổi trội, bởi vì các bạn sẽ tăng 20 thủ, 20 công, 15 tốc độ hành quân thì rất là cần cho đơn vị cung. Ở chiêu thứ 3 thì mình đánh giá đây là một chiêu hay khi mà các bạn sẽ tăng cái sát thương đánh lan của các bạn thêm 20%. Thì như vậy mình đang nghĩ đến những cái cặp cung ví dụ như là Herman ra cắt lượng này, hoặc là Herman Z, Herman Nebu đấy, thì nó sẽ tận dụng tốt cái chiêu này hơn, bởi vì cả hai con tướng đều có khả năng gây sát thương đánh lan. 20% sát thương đánh lan và các bạn cộng vào thêm cái chiêu 2 này thì mình nghĩ nó cũng khá là mạnh, đúng không? Nó sẽ lên được khoảng 2400. Và ở cái chiêu 3 này ấy, cũng làm rõ thêm một cái vai trò của Herman trên Open Field, đó là đóng vai trò debuff nha. Khi mà các bạn thi triển kỹ năng chủ động thì sẽ khiến kẻ địch giảm sát thương đi là 20%. Ở ra cắt lượng sau khi các bạn ra chiêu 1 thì kẻ địch cũng sẽ giảm sát thương gây ra đi 15%. Đấy, hai stack này thì mình thấy là nó tới một cái từ chiêu chủ động của ra cắt lượng với một cái tới từ chiêu bị động của Herman ấy, thì có khả năng cao là ra cắt lượng Herman có thể giảm sát thương kẻ địch gây ra tầm khoảng 35%. Đó là cái dự đoán của mình. Tiếp đó là đến với chiêu 4. Chiêu 4 thì nó cũng khá là hay. Có thể nói là bộ skill của Herman là xoay quanh hoàn toàn cái hiệu ứng gây độc lên kẻ thù, đúng không? Ở chiêu 4 này nó sát thương thì mình thấy là không cao, tuy nhiên thì nó giúp các bạn tích thêm 2 tầng độc nữa. Cái chiêu này thì nó chỉ có xác suất thôi nên là nó cũng khá là hên xui. Và với bộ skill của Herman thì mình quên mình không nói, đây không phải là sát thương trừng phạt nha, đây là sát thương kỹ năng truyền thống. Và một cái điều nữa đó là cái chiêu chuyên môn thì mình cũng đã thắc mắc ngay từ khi mình đọc cái bộ skill này. Đó là các bạn sẽ phải cần gây tới 25 điểm độc lên đơn vị kẻ địch.
Mà thực chất ấy, cái điểm độc này ấy, các bạn chỉ có thể stack được có 15 lần lên trên một người mà thôi. Thì như vậy cái chiêu chuyên môn này ấy, mình sẽ hiểu là Herman cứ khi nào, ví dụ Herman ở gây vị tướng kia được 5 tầng đúng không? Gây một vị tướng tiếp theo được 15 tầng, sau gây một vị tướng tiếp theo được 5 tầng. Đó đại loại như vậy, tức là không cần biết là Herman gây tầng độc lấy lên người nào, nhưng mà cái hệ thống của game có thể nó sẽ tính toán kiểu gì đó mà nó phát hiện ra là Herman đã gây được 25 tầng độc lên những cái đơn vị khác, là lúc này ngay lập tức cái chiêu 1 nó sẽ ra. Thì mình thấy nó sẽ hợp lý hơn đúng không? Tại vì max stack trên một mục tiêu được có 15 tầng thôi, nên là gần như không thể nào có trường hợp mà các bạn gây được 25 stack lên một mục tiêu cả. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là với chiêu 1 của Herman, ngay lập tức các bạn đã gây được 9 tầng độc rồi. Sau đó thì các bạn sẽ kích hoạt được thêm cái chiêu 4 này. Cái chiêu 4 này thì các bạn cũng gây cho 3 mục tiêu, mỗi mục tiêu 2 tầng độc nữa là 6 tầng. Như vậy thì trong khoảng 10 giây, đó mình cứ tính ở một chu kỳ là 10 giây đi, thì các bạn hên, các bạn kích hoạt được một phát chiêu 4 thì các bạn sẽ gây được tầm 15 tầng độc. Như vậy thì đến cái phát ra skill thứ 2 đúng không? Đó thì các bạn sẽ có thể được 24 tầng đúng không? Phát đầu tiên 9 này, kích hoạt cái chiêu 4 này thêm 6 nữa là 15. Sau một phát chiêu 1 nữa là 9 tầng, mình đang tính là lúc nào cũng đánh trúng 3 mục tiêu nhá. Như vậy là 24 tầng rồi. Đó, thiếu đúng một tầng thôi. Thì thiếu đúng một tầng như thế này thì lúc đấy các bạn sẽ cần phải có cái chiêu 4 này kích hoạt thêm một lần nữa. Hoặc nhá, hoặc có thể các bạn sẽ kết hợp Herman với Tomirit đúng không? Thì khi kết hợp Herman với Tomirit ấy thì mình dự đoán là cái chiêu chuyên môn này sẽ cực kỳ bá, tại vì Tomirit cứ đánh thường một phát là các bạn sẽ được một phát độc rồi. Như vậy là trong khoảng 10 giây đầu tiên, đó thì ngay lập tức con Herman 9 tầng này kích hoạt chiêu này thêm một phát nữa là 6 tầng, cộng thêm 10 phát đánh thường của Tomirit, như vậy là được 25 tầng rồi. Đó, như vậy là sẽ ra được thêm một cái skill 1 của Herman. Nên là cái cặp Herman Tomirit mình thấy là cũng khá là tiềm năng. Ok, nói về như Herman như vậy, chúng ta phải so sánh với những cái vị tướng cung mới ra mắt gần đây. Nếu mà so sánh giữa Herman với Giác Cát Lượng ấy, thì bản thân mình ấy, đến thời điểm hiện tại mình thấy là Herman vẫn chưa thật sự là nổi trội hơn nhiều so với Giác Cát Lượng. Mặc dù Herman rất là tiềm năng. Đó, mình nghĩ là Herman chúng ta phải triệu hồi, sau đó test thật nhiều chiêu chuyên môn ấy. Tại cái chiêu chuyên môn của Herman mình thấy nó, nói chung là cũng chỉ là dự đoán của mình thôi. Mình không chắc chắn là liệu nó có hoạt động theo cách như mình vừa nói với các bạn không nữa cơ. Đó thì hiện tại mình thấy là Giác Cát Lượng vẫn ngon. Còn nếu mà so sánh Herman với Boudica thì mình nói thật là Herman ngon hơn Boudica gần như là hoàn toàn các bạn. Tốc độ chạy nhanh hơn, đó chỉ số cộng thêm thì ít hơn. Nhưng mà Herman thì các bạn được cộng 20 thủ không cần điều kiện. Còn Boudica thì các bạn cần dưới 80% máu thì mới được tăng là 30% phòng thủ. Ngoài ra thì Herman ấy với khả năng tích độc thì nó cũng ăn đứt cái khả năng debuff tới từ chiêu 1 của Boudica rồi. Đó, Boudica chỉ khiến mục tiêu nhận thêm có 35% sát thương kỹ năng thôi. Trong khi đó thì Herman ấy các bạn có thể khiến cho nhiều mục tiêu nhận thêm sát thương kỹ năng. Đó, ngoài ra ấy, nếu mà các bạn để ý trong cái bộ skill của con Herman ấy, mình không biết là có phải do lỗi dịch thuật không, nhưng mà nó không hề đề cập đến việc mà kẻ địch bị xóa búp nha. Có nghĩa là Herman gây debuff lên kẻ thù ấy thì chỉ khi nào mà cái thời gian hiệu lực nó hết thì cái búp đấy nó mới hết. Nó khác với Tomirit, tại vì nếu mà Tomirit ấy sau khi các bạn ra chiêu 1 là ngay lập tức Tomirit nó sẽ xóa tất cả các tầng độc đang có trên người của kẻ thù. Đó, nên là cái cặp Herman Tomirit nhá, nghe thì có vẻ cũng khá là hay đó, nhưng mà tôi cũng không chắc là nó thật sự hiệu quả không. Đó, đặc biệt là như mình đã nói nãy giờ là cái chiêu chuyên môn của Herman mình thấy nó đang khá là khó hiểu trong cách hoạt động. Mình thì nghĩ là trong tương lai ấy, thì Herman sẽ trở thành một con tướng cung không thể thiếu nếu các bạn đánh ít nhất một đạo cung trong đội hình. Mình thì mình đang nghĩ về cái trường hợp đó là ở Giác Cát Lượng Herman, là các bạn sẽ tận dụng được cái khả năng đánh lan của hai vị tướng này, khả năng tăng sát thương đánh lan của Herman này. Các bạn còn giảm sát thương kẻ địch gây ra, như mình đã nói là cái chiêu 1 của Giác Cát Lượng ấy thì giảm 15% sát thương. Còn Herman ấy thì các bạn lại có khả năng giảm sát thương tới từ cái chiêu bị động. Thì như vậy hai cái này ấy, khi mà các bạn đánh nhau trên đầu nó sẽ cộng dồn với nhau. Thì theo như cái suy nghĩ của mình ấy là Herman Giác Cát Lượng có thể khiến cho kẻ địch giảm tới 35% sát thương gây ra trên đầu, là con số rất là lớn. Nói chung Herman ấy mình thấy nó sẽ là một cái vị tướng debuff chắc chắn là không thể thiếu trong đội hình của anh em trong thời gian tới rồi. Đó, nhưng mà nếu mà các bạn mà duy trì một đạo cung có thể là đang Giác Cát Lượng Boudica ấy, thì mình tạm thời vẫn chưa thấy là thật sự các bạn cần phải thay đổi Herman vào đội hình. Đó, nhưng mà mình nghĩ là Herman sẽ là con tướng ngon. Anh em nào mà mới lên Giác Cát Lượng, chưa lên con tướng nào kẹp với Giác Cát Lượng thì chắc là cứ Herman mà quất thôi. Còn Herman Tomirit thì hên xui nha anh em. Nói chúng ta không nhất thiết là cứ phải chăm chăm vào cái tầng độc. Chắc chắn là Herman Tomirit sẽ tích độc rất là nhanh, nhưng mà mình cần phải theo dõi xem là liệu cái chiêu chuyên môn của Herman ấy nó hoạt động như thế nào với cái stack độc tới từ hai con tướng này.
Ok, và đó là tất cả những cái gì trong bộ skill của Herman. Anh em có nhận xét như thế nào về bộ skill của vị tướng này? Và theo như các bạn thì chiêu chuyên môn của Herman sẽ hoạt động theo cái kiểu như thế nào thì các bạn có thể bình luận nhá. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn like và ký kênh. Những cái điều này nó sẽ giúp mình có cái động lực rất là to lớn để làm thêm những cái video đến cho các bạn. Và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.